Chúa cùng anh chị em và cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi Người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không phải không thấy ai trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa ông bà anh chị em, như đã nói, ngày hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Leo Cả, một vị giáo hoàng tài ba lỗi lạc mà Thiên Chúa đã ban cho giáo hội. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn lại trước hết cuộc đời của Ngài như thế nào, và chúng ta cũng nhìn lại những đóng góp của Ngài góp cho giáo hội để giúp cho giáo hội được đứng vững và phát triển theo dòng thời gian. Trước hết, thưa bà anh chị em, chúng ta cùng nhìn lại đôi nét về cuộc đời của Thánh Leo Cả giáo hoàng. Ngài sinh khoảng năm 400 tại Etruria, nước Ý. Vào năm 430 thì Ngài được phong làm phó tế phục vụ cho cộng đoàn ở Roma. Rồi đến năm 440 thì Ngài được chọn làm giáo hoàng thứ 45 của giáo hội, thay thế cho Đức Giáo hoàng Sisto thứ 3 mới vừa qua đời. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên lấy tước hiệu là Leo, cho nên mới gọi Ngài là Leo Cả, Leo thứ nhất. Và thưa ông bà anh chị em, với tầm ảnh hưởng sâu rộng của Ngài, cho nên sau Ngài có đến 12 vị nữa lấy tước hiệu là Leo như Ngài để đi theo cái đường hướng của Ngài. Có thể nói Đức Giáo hoàng Leo lên ngôi giáo hoàng trong cái giai đoạn giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài thì giặc giã rình rập để mà tấn công, xâm chiếm đất nước của Vatican. Thưa ông bà anh chị em, lúc bấy giờ thì quân gọi là Hung Nô rình rập để mà tấn công. Rồi hết quân Hung Nô đến quân Vandal, họ muốn xâm chiếm đất nước của tòa thánh chúng ta là Vatican. Cho nên ở bên ngoài thì giặc giã rình rập để mà tấn công, còn phía trong lòng giáo hội thì cũng gặp những khó khăn, bởi lúc bấy giờ những lạc giáo nổi lên rất nhiều. Hết bè của Ba-đi-kê cho đến bè của hết bè của Nestorio đến bè của Eutyches gây rối trong lòng giáo hội. Cho nên đứng trước cái sự khó khăn lẫn bên ngoài cũng như bên trong của giáo hội, lãnh đạo giáo hội là một việc rất khó khăn. Nhưng mà với ơn Chúa và cùng với sự khôn ngoan khéo léo của Ngài, Đức Leo cả đã dìu dắt con thuyền giáo hội vượt qua những sóng gió tấn công giáo hội. Và thưa ông bà, anh chị em, với sự lãnh đạo của Ngài thì giáo hội đứng vững, mà chẳng những đứng vững đã vượt qua những khó khăn thử thách. Đức Leo cả qua đời vào ngày 10 tháng 11 năm 461 sau 21 năm cai quản giáo hội. Và vì sự tài ba lỗi lạc của Ngài mà vào năm 1754, Đức Benedicto thứ 14 đã tuyên phong cho Ngài danh hiệu Tiến sĩ Hội Thánh. Nhìn lại sơ về cuộc đời của Ngài như vậy, thì đến đây chúng ta thử nhìn thêm một chút cụ thể hơn. Đó là chúng ta nhìn coi những đóng góp của Ngài như thế nào cho giáo hội, khiến chúng ta gọi Ngài là một vị giáo hoàng tài ba lỗi lạc. Nhìn đến sự đóng góp của Ngài có thể thấy ở hai cái điều chính này. Đó là Ngài đã giúp cho giáo hội thoát khỏi chiến tranh giặc giã và giúp cho giáo hội tránh những cái lạc thuyết sai lầm. Trước hết, về mặt đối ngoại, như con nói lúc nãy, lúc bấy giờ giáo hội đang gặp phải sự rình rập xâm chiếm của hết giặc Hung Nô đến quân của Vandal. Trước sự hung hăng của giặc giả, Đức Giáo Hoàng không có bị nao núng, nhưng Ngài đã can đảm đi đến gặp những vị lãnh đạo của những cái quân muốn tấn công giáo hội, gặp để thuyết phục họ lui quân, giữ cho bầu khí hòa bình. Và thương bạn chị em, với tài hùng biện cũng như là khéo léo về ngoại giao, Ngài đã thuyết phục được các vị thủ lãnh của quân Hung Nô cũng như là quân Vandal, để rồi cuối cùng họ rút quân giữ bầu khí hòa bình. Rồi không chỉ đối phó với lại bên ngoài, mà Đức Thánh Cha còn phải đối phó với lại trong lòng giáo hội, bởi xuất hiện rất nhiều lạc giáo. Trong triều đại của Ngài, Ngài phải đối mặt với những sai lầm của bè rối Nestorio, rồi đến bè rối của Eutyches. Hai bè rối này có cái khuynh hướng muốn tách biệt nhân tính của Chúa Giêsu ra khỏi thiên tính của Ngài và gán cho Ngài có hai ngôi vị riêng biệt. Đó là một cái điểm sai lầm. Và để cho giáo hội tránh khỏi những ảnh hưởng sai lầm như vậy, thì Ngài đã triệu tập công đồng ở Canxedonia vào năm 451 với sự tham dự của 630 giám mục. Trong công đồng này, Ngài đã đưa ra một phán quyết rất rõ ràng như thế này: nơi Chúa Giêsu chỉ có một ngôi vị mà thôi, nhưng trong ngôi vị duy nhất đó có hai bản tính. Một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính con người, kết hợp chặt chẽ với nhau chứ không phải tách rời, kết hợp chặt chẽ với nhau trong một ngôi vị duy nhất. Thưa ông bà, anh chị em, với phán quyết chắc chắn như vậy đã trở thành một chân lý đức tin cũng như là bài học giáo lý trong hội thánh công giáo của chúng ta. Và đến ngày nay, chân lý đó vẫn tồn tại Và chúng ta học bài giáo lý như vậy, nơi Chúa Giêsu có hai bản tính kết hợp chặt chẽ với nhau. Một là thiên tính, hai là nhân tính kết hợp với nhau trong cùng một ngôi vị duy nhất. Thưa ông bà anh chị em, ngoài việc phải đối phó với giặc giả bên ngoài, ngoài việc phải đối phó với những sai lầm bên trong giáo hội, Đức Giáo hoàng Leo Cả còn chú tâm dạy dỗ những anh chị em giáo dân đang đứng trước nguy cơ mắc phải những lạc thuyết sai lầm mà trong lòng giáo hội đã truyền tải với nhau. Vì vậy mà Ngài đã gặp gỡ những anh chị em giáo dân để nói chuyện với họ, để dạy dỗ cho họ. Đó là cái tiền đề để cho sau này vào mỗi ngày thứ tư, các đức giáo hoàng gặp gỡ những anh chị em giáo dân tại đền Thánh Phê-rô đó, thưa ông bà anh chị em. Và mỗi lần gặp như vậy thì Đức Thánh Giáo hoàng Leo đã dùng những bài giảng với những ngôn từ rất đơn sơ, nói với anh chị em giáo dân, nhưng đưa ra những cái chân lý đức tin vững chắc, cũng như là những quan điểm thần học của giáo hội, để hướng dẫn anh chị em của mình sống đức tin một cách mạnh mẽ, không phải làm lạc. Với những đóng góp to lớn cho giáo hội như vậy mà Đức Thánh Giáo hoàng Leo không chỉ được giáo hội tuyên phong là một vị hiển thánh, mà giáo hội còn đặt cho Ngài một danh hiệu cao quý là tiến sĩ hội thánh, được Đức Benedicto thứ 14 tuyên phong vào năm 1754. Ngài là một trong 37 vị, con số rất ít, 37 vị tiến sĩ hội thánh trong giáo hội từ xưa đến giờ. Thưa ông bà anh chị em, nhìn lại cuộc đời và những đóng góp của Thánh Giáo hoàng Leo Cả cho giáo hội, chúng ta, thưa ông bà anh chị em, trước hết cùng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo hội một vị giáo hoàng tài ba lỗi lạc để lèo lái con thuyền trong giai đoạn khó khăn thử thách. Và một mặt khác, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Đức Thánh Giáo hoàng Leo Cả. Noi gương cái gì đây? Trước nhất, chúng ta noi gương Đức Giáo hoàng Leo Cả, hãy trở nên những sứ giả hòa bình. Ngài đi thuyết phục các quân giặc ở bên ngoài để họ rút lui, gìn giữ hòa bình. Mỗi người chúng ta cũng hãy trở nên những sứ giả hòa bình cho cái nơi mà chúng ta đang hiện diện, cho cái nơi mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta hãy là những sứ giả hòa bình, chứ đừng là những người gieo rắc sự xung đột, chia rẽ trong giáo hội. Thứ đến, thưa ông bà anh chị em, noi gương giáo hội, chúng ta hãy đóng góp cho sự phát triển của giáo hội theo như khả năng của mình. Chúng ta không là những khán giả bàng quan nhìn coi giáo hội như thế nào, nhưng mỗi người chúng ta phải là những người thợ xây dựng thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội. Mỗi người chúng ta góp phần vào việc phát triển của giáo hội. Cho nên chúng ta phải là những người thợ, chứ chúng ta không phải là khán giả ngồi nhìn xem. Để trở thành những người thợ thì mỗi người chúng ta phải đóng góp vào việc xây dựng giáo hội tùy theo khả năng của mình. Có người có thể đóng góp về vật chất, có người có thể đóng góp về khả năng tinh thần. Mỗi người tùy theo khả năng của mình đóng góp, người lớn, người nhỏ, không có ai đứng ngoài sự xây dựng thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Cho nên hai điều đó chúng ta ghi nhớ để noi gương Thánh Leo Giáo hoàng. Thứ nhất, chúng ta phải là sứ giả hòa bình. Thứ hai, chúng ta phải xây dựng giáo hội. Vì vậy xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Thánh Leo cả giúp cho chúng ta trở thành những sứ giả hòa bình và trở thành những người thợ hăng say xây dựng giáo hội. Amen.